Xin chào cả nhà, lâu lắm rồi Minh Đức mới có dịp quay trở lại làm một video clip về các vấn đề y khoa để chia sẻ cùng với lại cả nhà. Và để bù lại thì ngày hôm nay là một đề tài mà Minh Đức tin rằng tất cả quý vị đều rất là quan tâm, một đề tài rất là hay, đó là đột quỵ. Và cụ thể là ngày hôm nay, nỗi lo đột quỵ, cách chúng ta đề phòng, cách chúng ta phòng tránh. Chắc rằng là khỏi cần nói thì quý vị cũng nhận ra một điều rằng đột quỵ đã trở thành một cái nỗi lo, một cái nỗi ám ảnh cho tất cả mọi người, không chỉ ở Việt Nam chúng ta mà trên toàn thế giới. Tại sao người ta nói rằng đột quỵ là một cái ám ảnh đối với mọi người? Bởi vì quý vị thấy như thế này, đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Và chúng ta có thể hình dung cái tần suất đột quỵ xảy ra như thế nào bằng một phép tính như sau quý vị. Là cứ 3 phút trôi qua thì quý vị lại thấy có một ca tử vong do đột quỵ. Như vậy nếu 1 giờ 60 phút trôi qua thì chúng ta nhận tính là có tầm khoảng 20 ca tử vong do đột quỵ. Và 1 ngày trôi qua 24 giờ thì chúng ta sẽ thấy có 480 ca tử vong do đột quỵ, gần 500 ca. Một con số rất là ám ảnh, một con số rất là khủng khiếp. Chính vì vậy nên mình đã nghĩ rằng là những cái kiến thức về đột quỵ chúng ta cần chia sẻ với nhau để chúng ta hiểu mỗi ngày và chúng ta làm những điều tốt đẹp hơn cho bản thân chúng ta cũng như là người thân trong gia đình, đặc biệt là những người có tuổi và lớn tuổi. Những câu hỏi mà quý vị thường đặt ra cho bản thân mình cũng như là cho bác sĩ đó là đột quỵ là gì? Rồi những dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết một người bị đột quỵ? Có bao nhiêu kiểu đột quỵ, bao nhiêu dạng đột quỵ? Rồi xử trí như thế nào nếu như người thân của chúng ta bị đột quỵ? Và đặc biệt là làm cách nào để chúng ta tầm soát trước và chúng ta phòng ngừa tránh không để đột quỵ xảy ra với bản thân mình cũng như những người thân, đặc biệt là những người lớn tuổi trong gia đình chúng ta. Như vậy quý vị thấy là quá nhiều cái vấn đề xung quanh hai chữ đột quỵ. Chính vì vậy nên đề tài đột quỵ sẽ được Minh Đức chia thành 3 chương và sẽ thực hiện trong 3 video clip để có thể nói đến quý vị một cách tường tận hơn. Phần số 1, Minh Đức sẽ trình bày trong video clip số 1 là video clip ngày hôm nay. Sẽ gồm có 3 nội dung chính. Thứ nhất, đột quỵ là gì? Thứ hai là các kiểu, các dạng đột quỵ. Và thứ ba là các yếu tố nguy cơ gây ra đột quỵ. Phần số 2 sẽ nằm trong video clip số 2, bao gồm có những nội dung dấu hiệu để nhận biết đột quỵ, hay nói khác đi là các triệu chứng để chúng ta nhận biết một bệnh nhân bị đột quỵ. Và đặc biệt là trong video clip số 2 thì mình sẽ chia sẻ cùng quý vị làm cách nào để chúng ta tầm soát và chúng ta đề phòng không xảy ra đột quỵ. Còn phần thứ 3 nằm trong video clip số 3 sẽ là cách chúng ta xử trí khi người thân ở trong gia đình chúng ta xảy ra đột quỵ và điều trị đột quỵ như thế nào. Nào, bây giờ chúng ta cùng bước vào video clip số 1 quý vị nhé. Đề tài của chúng ta là nỗi lo đột quỵ và chúng ta định nghĩa thế nào là đột quỵ và các kiểu đột quỵ cũng như là các yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ. Câu hỏi được đặt ra rất là cơ bản, đột quỵ là gì? Quý vị có thể hiểu một cách đơn giản. Khi chúng ta nói đột quỵ, đột nghĩa là đột ngột, quỵ nghĩa là quỵ xuống. Như vậy một cái người bệnh nhân của chúng ta đang ở một trạng thái bình thường bỗng dưng đột ngột ngã quỵ xuống thì đó là một hình ảnh nói lên được hai cái chữ đột quỵ. Tuy nhiên đột quỵ thì có thể do nhiều cái nguyên nhân khác nhau, nhiều bệnh lý khác nhau, nhưng trong thực tế, trong y khoa và cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì khi chúng ta dùng chữ đột quỵ thì chúng ta thường đề cập đến đột quỵ do bệnh lý về não, nên chúng ta vẫn gọi là đột quỵ não, hay chúng ta gọi vắn tắt là đột quỵ. Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não. Đây là một cái tình trạng mà não bị tổn thương nghiêm trọng do bị hạn chế, gián đoạn hoặc là cắt đứt cái cung cấp máu cho một cái vùng não nào đó trong não bộ của chúng ta, dẫn đến tình trạng thiếu oxy và thiếu dinh dưỡng và não bị tổn thương. Đối với một số cơ quan khác thì khi xảy ra tổn thương thì chúng ta có thể trì hoãn và đơn vị có thể tính là giờ hoặc là vài giờ. Riêng với tế bào não thì khác quý vị, nếu trong vòng vài phút mà chúng ta không cung cấp đủ máu cho tế bào não thì các tế bào não bắt đầu chết đi.
Chính vì vậy, đối với một trường hợp đột quỵ có tổn thương não thì cái vấn đề cấp cứu xử trí nó được tính bằng từng phút và chúng ta phải làm khẩn cấp. Nếu chúng ta nhận biết nhanh và chúng ta xử trí kịp thời thì có thể cứu bệnh nhân và cái não được hồi phục gần như hoàn toàn. Còn nếu mà chúng ta chậm trễ thì để lại những cái di chứng lâu dài về sau. Tất cả các trường hợp đột quỵ đều cần được cấp cứu một cách khẩn cấp. Thời gian mà chúng ta để càng lâu thì số lượng tế bào tổn thương càng nhiều và sẽ dẫn đến những cái di chứng về vận động cũng như là về tư duy cho bệnh nhân, thậm chí là có thể tử vong. Quý vị có thể nhận ra một điều rằng là tất cả những bệnh nhân còn sống sót được sau một cái cơn đột quỵ thì ít nhiều sẽ có những cái di chứng. Nhẹ thì có thể là tê tê, rối loạn về cảm giác ở một cái vùng tay chân nào đó. Còn nặng hơn thì có thể chúng ta thấy yếu liệt một phần của cơ thể hoặc là nửa bên cơ thể. Bên cạnh đó còn có tình trạng mất ngôn ngữ, rối loạn vận ngôn, rối loạn về cảm xúc và rối loạn về thị giác. Chúng ta dành một chút xíu thời gian để nói về một số thuật ngữ mà cũng gây bối rối nhiều cho quý vị trong gia đình của chúng ta. Chúng ta sẽ quen với cái từ đột quỵ rồi. Rồi thỉnh thoảng chúng ta nghe một cái số cái từ khác là chúng ta không biết nó là cái gì của đột quỵ, một dạng của đột quỵ hay là một cái bệnh khác. Thì chúng tôi muốn quý vị hiểu thêm rằng là những cái thuật ngữ mà chúng tôi nói sau đây là chúng tôi muốn để quý vị hiểu hơn, đó là một cái sự đồng nghĩa cho một cái tình trạng đột quỵ nhưng được diễn đạt bằng một cái thuật ngữ khác nhau mà thôi. Thuật ngữ mà chúng ta vẫn thường nghe đó là đột quỵ, hoặc là cụ thể hơn là đột quỵ não. Bên cạnh đó chúng ta còn nghe một cái từ rất thường sử dụng trong đời sống cũng như là trên báo đài, đó là tai biến mạch máu não. Rồi chúng ta sẽ nghe những cái thuật ngữ mà nó chi tiết hơn cho một cái tình trạng đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não, đó là xuất huyết não nè, tắc mạch máu não nè, nhũn não nè, nhồi máu não. Thì tất cả những cái thuật ngữ này đều diễn tả một cái tình trạng đột quỵ do một cái nguyên nhân nào đó. Khi mà chúng ta nói đột quỵ nghĩa là nói một cái hình ảnh một người đang sinh hoạt bình thường gục xuống một cách đột ngột, quỵ xuống một cách đột ngột. Còn khi mà chúng ta nói tai biến mạch máu não nghĩa là nó có tính chất y khoa một chút xíu, đây là một cái sự cố người bệnh nhân đột ngột ngã quỵ xuống là do một cái tai biến ở mạch máu ở trên não. Còn cái tai biến đó vì nguyên nhân gì thì người ta chia thành nhiều cái dạng khác nhau, nên người ta có những cái thuật ngữ khác nhau như là nhồi máu não hoặc là xuất huyết não. Trước khi chúng ta đi vào các kiểu đột quỵ khác nhau thì chúng ta cần tìm hiểu xem các yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ như thế nào. Thì chúng tôi xin chia thành hai cái nhóm yếu tố nguy cơ để chúng ta cùng phân biệt và chúng ta nghiệm ra chúng ta làm gì tốt hơn cho bản thân và người thân của chúng ta. Cái nhóm thứ nhất là các yếu tố nguy cơ mà chúng ta không thể thay đổi được. Đó là những yếu tố gì? Thứ nhất đó là tuổi. Càng cao tuổi thì cái tần suất xảy ra đột quỵ càng cao hơn và nhiều hơn. Vì sao quý vị? Khi mà chúng ta càng nhiều tuổi hơn thì mạch máu chúng ta cũng lão hóa theo, và những mạch máu trở nên giòn, cái thành nó sẽ dễ vỡ hơn, và cái quá trình đông cầm máu trong người chúng ta cũng sẽ không hoàn thiện hơn, dễ hình thành những cục máu đông và có hiện tượng nghẽn tắc, và mạch máu có thể dễ vỡ hơn, vì vậy dễ xảy ra đột quỵ hơn. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố chủng tộc. Điều này chúng ta cần lưu ý rằng những người dân mà ở vùng Nam Á hoặc là Châu Phi nè, hoặc là cái vùng Caribe, đây là những nơi mà người ta ghi nhận tần suất xảy ra đột quỵ cao hơn so với những cái chủng tộc khác. Yếu tố thứ ba đó là yếu tố gia đình. Người ta ghi nhận rằng là ở những gia đình mà có bố mẹ đã từng xảy ra đột quỵ thì cái nguy cơ xảy ra đột quỵ ở con cái cao hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng là không phải hệ bố mẹ mà có đột quỵ là nguyên một bầy con trong gia đình là ai cũng sẽ bị đột quỵ. Quý vị đừng có hiểu nhầm như vậy mà mang một cái ám ảnh, một cái nỗi lo cho bản thân. Cái yếu tố thứ ba này có ý nghĩa như thế nào quý vị? Nghĩa là cái tần suất xảy ra có thể cao hơn. Có thể là bố mẹ là những người mà đã từng có một cái tiền sử đột quỵ, nhưng mà con cái, cả bầy con thì sống một cách lành mạnh và biết chăm lo sức khỏe một cách đúng mực thì cũng không có ai bị đột quỵ cả.
cũng có thể là có gia đình bố mẹ bị đột quỵ thì con bị rất nhiều người, nhưng có gia đình thì chỉ một vài người, và cái nguy cơ nó cao hơn thôi, chứ không phải là đó là một cái di truyền 100% từ thế hệ cha mẹ sang con cháu. Yếu tố thứ tư đó là yếu tố gen, yếu tố di truyền. Người ta ghi nhận rằng là có một cái quy định nhất định về một cái số gen ở trong cơ thể chúng ta, nó sẽ hình thành cái đặc tính là máu chảy máu đông bất thường, và có một số cơ thể dễ hình thành cục máu đông hơn so với người bình thường, và đối với những người có cái di truyền gen này thì dễ sẽ ra đột quỵ hơn. Và yếu tố thứ năm là yếu tố về giới tính. Thì một số cái nghiên cứu và cái khảo sát người ta ghi nhận rằng nam giới có cái tỷ lệ đột quỵ cao hơn nữ giới một chút xíu, có thể vì đàn ông chúng ta bất cẩn hơn, cẩu thả hơn, bê tha hơn so với phụ nữ, chúng ta không chỉnh chu, có những cái thói quen xấu nên cái tần suất mà xảy ra đột quỵ cao hơn so với phụ nữ. Cũng có thể là chúng ta hoạt động thể lực nhiều, chúng ta tiêu phí sức khỏe chúng ta nhiều hơn nên mạch máu nó cằn cỗi, nó lão hóa sớm hơn, nên dễ xảy ra cái đột quỵ. Tuy nhiên một số nghiên cứu khác lại thấy cái tỷ lệ này cũng không chênh lệch nhiều, và tôi cho rằng là nó sẽ tùy thuộc vào cái thói quen của chúng ta rất là nhiều. Chúng ta bước qua cái nhóm các yếu tố nguy cơ gây ra đột quỵ mà chúng ta có thể thay đổi được. Đây là một cái nhóm mà tôi thấy rằng rất quan trọng mà chúng ta cần nghe, chúng ta cần nắm để chúng ta có thể thay đổi được. Bởi vì cái gia đình, cái gen, cái giới tính, cái chủng tộc chúng ta mặc định rồi, chúng ta không thay đổi được, thì chúng ta làm tốt hơn cho cái nhóm yếu tố nguy cơ mà có thể thay đổi được gây ra đột quỵ. Những yếu tố đó là gì? Thứ nhất là những cái thói quen không tốt của chúng ta, đó là chế độ ăn không lành mạnh. Chúng ta ăn đường nhiều, rồi dầu mỡ nhiều, nhiều chất béo không tốt đó. Rồi chúng ta hút thuốc lá, chúng ta ít vận động, và chúng ta không cân đối mình để trải qua cái stress liên tục ở trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hút thuốc lá, đây là những điều mà chúng tôi đã trao đổi với quý vị rất nhiều trong nhiều video clip rồi. Vì vậy chúng ta sẽ tập những cái thói quen tốt và chúng ta bỏ những thói quen xấu của chúng ta. Có nghĩa là gì? Chúng ta tập ăn rau củ nhiều hơn, giảm tinh bột, giảm đường, giảm béo. Chúng ta giảm bia rượu, chúng ta hạn chế hoặc là bỏ hút thuốc lá. Chúng ta có vận động trung bình là 30 phút một ngày, và bận lắm thì cũng 3 ngày một tuần. Chúng ta cân đối cuộc sống chúng ta để chúng ta thư giãn, tránh căng thẳng, bị stress nhiều quá. Bởi vì tất cả những điều này đều làm gia tăng cái tỷ lệ, cái nguy cơ gây ra đột quỵ. Và nhóm thứ hai trong các yếu tố có thể thay đổi được mà gây ra đột quỵ, đó là các bệnh lý nền. Bệnh lý đầu tiên mà chúng tôi kể đến đó là bệnh lý đái tháo đường. Đái tháo đường chúng ta gọi là tiểu đường á, đây là một bệnh lý mà nếu chúng ta kiểm soát không tốt đó quý vị, nó sẽ gây tổn thương mạch máu rất là nhiều, và chính cái tổn thương mạch máu này góp phần làm cho đột quỵ xảy ra một cách dễ dàng với một cái tần suất cao hơn. Thứ hai là bệnh tăng huyết áp, hay chúng ta vẫn gọi là cao huyết áp. Đây là một bệnh lý mà có lẽ khi mà nói đến đột quỵ là quý vị nghĩ ngay đến cái bệnh này, và chúng ta gần như mặc định là chính cao huyết áp gây ra đột quỵ. Thì bệnh tăng huyết áp, nếu chúng ta không có kiểm soát tốt thì cái áp suất ở trong lòng mạch máu nó quá lớn, huyết áp cao quá có thể làm vỡ mạch máu, đặc biệt là trên những cái bệnh nhân lớn tuổi, mạch máu giòn, mạch máu đã bị lão hóa, hoặc là những bệnh nhân lớn tuổi cộng với thêm tiểu đường và hút thuốc lá, thì cái độ bền mà mạch máu nó không còn như người bình thường nữa. Hoặc là nếu mà chúng ta điều trị cao huyết áp không đầy đủ thuốc, tối ưu hóa những nhóm thuốc cần thiết, thì có thể có hình thành những cục máu đông ở những bệnh nhân cao huyết áp và có thể gây tắc mạch, gây ra đột quỵ. Thứ ba là chúng tôi không gọi là bệnh mà chúng ta gọi là rối loạn lipid máu, hay chúng ta vẫn nói là rối loạn mỡ máu. Chính cái rối loạn lipid máu này nó sẽ làm tổn thương ở trong lòng những cái mạch máu của chúng ta, và từ đó có thể có hiện tượng nứt những cái mảng xơ vữa ở trong lòng mạch máu, tạo thành cái huyết khối tắc mạch, và chính cái chuyện tắc mạch này gây ra đột quỵ. Cái thứ tư là những bệnh mà rối loạn về nhịp tim. Nếu mà các anh chị mà có kiến thức về bệnh lý loạn nhịp tim thì chúng ta thấy có những cái bệnh nhân
mà có bệnh lý loạn nhịp tim á, thì chúng ta thấy trái tim chúng ta bóp bình thường rất đều đặn cứ 1 phút 70 cái ha, nó tống máu đi đều hoàn. Nhưng có những cái bệnh lý á, nhịp tim nó bị rối loạn và tim bóp không đều à, đặc biệt là bệnh rung nhĩ. Rung nhĩ là gì quý vị? Đó là do cái tâm nhĩ của trái tim của chúng ta nó không còn bóp đều đặn từng nhát nữa, mà nó rung và sau đó lâu lâu nó mới bóp một cái à, chính cái sự rung của cái buồng nhĩ này mà không có một cái lưu thông máu bình thường như những người bình thường thì máu nó sẽ ứ trệ trong đó như là tụ ở trong một cái ao hồ và nó dễ hình thành cục bổ đông trong đó. Và khi mà tâm nhĩ nó bóp đi một cách chính thức ở một nhát bóp thì chính cục bổ đông trong buồng nhĩ sẽ di chuyển ra ngoài và theo cái vòng tuần hoàn làm tắc mạch và có thể gây ra đột quỵ do tắc mạch máu não. Và bây giờ chúng ta sẽ bước qua nội dung mà quý vị đang rất chờ đợi, đó là các dạng đột quỵ, các kiểu đột quỵ. Chúng ta nói đột quỵ thì đơn giản có 2 từ thôi, đột quỵ, nhưng khi mà chúng ta hiểu rõ hơn đột quỵ, chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái kiểu đột quỵ khác nhau. Thường thì người ta đề cập đến 2 cái loại đột quỵ thôi, nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ nói một cách đầy đủ là 3 cái hình thức của đột quỵ. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau 3 dạng đột quỵ hay là 3 kiểu đột quỵ. Dạng thứ nhất đó là đột quỵ thể nhũn não. Chúng ta cũng có thể nghe cái dạng thứ nhất này ở nhiều cái thuật ngữ khác nhau. Đó là đột quỵ thể nhũn não này, đột quỵ thể tắc mạch này, đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Thì cả 3 cái này đều như nhau thưa quý vị. Khi mà người ta nói là đột quỵ thể nhũn não là người ta muốn đề cập đến cái hậu quả của đột quỵ đã xảy ra và gây ra cái hậu quả trên não là làm cho cái não nó nhũn ra. Người ta gọi là đột quỵ thể nhũn não. Còn khi người ta dùng cái từ là đột quỵ thể tắc mạch, nghĩa là người ta muốn đề cập là cái nguyên nhân gây ra cái đột quỵ dạng này, đó là do cái cục máu đông nó gây tắc mạch. Còn khi người ta dùng cái từ là đột quỵ do thiếu máu cục bộ là người ta muốn giải thích cái quá trình xảy ra cái đột quỵ này, do cái cục máu đông nó tắc, nó làm giảm cái lượng máu cung cấp cho não, gây ra thiếu máu cục bộ nên gây ra hiện tượng đột quỵ và cuối cùng dẫn đến hậu quả là nhũn não. Như vậy chúng ta có thể dùng cái thuật ngữ cho dạng thứ nhất, hoặc là đột quỵ thể nhũn não cũng được, hay là đột quỵ do tắc mạch máu não cũng được, hoặc đột quỵ do thiếu máu cục bộ cũng được. Đó là dạng thứ nhất. Còn dạng thứ hai là đột quỵ do xuất huyết não. Và dạng thứ ba là chúng tôi mở ngoặc nói thêm, thật ra thì người ta chỉ đề cập đến 2 dạng thôi, hoặc là do tắc mạch hoặc là xuất huyết não. Còn chúng tôi nói thêm một dạng thứ ba mà trong y khoa chúng tôi vẫn đề cập tới, đó là một cái đột quỵ thoáng qua, hay chúng ta gọi là một cái cơn đột quỵ nhỏ, một cơn đột quỵ nhẹ và bệnh nhân may mắn thoát qua được và trở về bình thường hoặc có một cái di chứng chút chút thôi. Chúng tôi gọi là cơn thoáng thiếu máu não hay là cơn thiếu máu não thoáng qua. Và đây chính là cái bước đầu mà có thể đe dọa cho một cá thể sau đó nguy cơ xảy ra những cái đột quỵ thật sự. Tóm lại chúng ta sẽ có 3 thể quý vị ha. Đó là đột quỵ do thiếu máu cục bộ, đột quỵ do xuất huyết não và cơn thoáng thiếu máu não hay cơn thiếu máu não thoáng qua. Tiếng Anh thì chúng ta vẫn gọi là TIA, viết tắt bằng tiếng Anh như vậy. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau bằng những hình ảnh để quý vị hiểu rõ hơn đột quỵ do thiếu máu cục bộ là thế nào. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ, đây là một cái tình trạng đột quỵ do cục máu đông làm tắc nghẽn cái động mạch ở não, cản trở cái quá trình máu lưu thông lên não. Và cái dạng thứ nhất này quý vị, nó chiếm 85% trong tổng số các ca đột quỵ. Như vậy là trong 3 cái thể đột quỵ mà chúng tôi đề cập đến quý vị thì chúng ta cần chú ý đến cái dạng thứ nhất, và chúng tôi cũng sắp vào cái dạng thứ nhất bởi vì nó chiếm tỷ lệ cao nhất. 85% các trường hợp đột quỵ là do tắc nghẽn mạch máu não, được gọi là đột quỵ dạng thiếu máu não cục bộ. Trên cái hình này thì quý vị thấy là bình thường thì cái mạch máu đỏ chúng ta sẽ đưa máu len lỏi vào những cái khe nếp nhăn của não để có thể cung cấp máu, trong đó có oxy, có dinh dưỡng để các tế bào não. Nhưng cái hình vẽ này cho chúng ta thấy rằng là cái đường
lưu thông máu nó bị dừng lại giữa chừng để cho cục máu đông nó tắc nghẽn, nó cản trở, làm cho cái vùng não mà lẽ ra có máu đến đuôi nó sẽ bị ngưng cung cấp máu một cách đột ngột. Nó giống như là một cái nhà bị đột ngột bị cúp điện cúp nước quý vị. Thành ra cái vùng não quý vị thấy nó không có máu đến đuôi được á, giống như bị cúp điện cúp nước, nó sẽ xám xịt lại. Đây là một cái tình trạng thiếu máu cục bộ ở cái vùng đó. Và nếu mà chúng ta để lâu chúng ta không giải quyết được, chúng ta chậm trễ thì cái khu vực đó nó sẽ bị hỏng luôn, gây ra tình trạng nhũn não. Đây là cái hình ảnh để chúng ta có thể thấy được cái tình trạng thiếu máu não cục bộ gây ra đột quỵ, một cái vùng bị xám xịt đi là do cục máu đông. Nếu quý vị đã từng nghe Minh Đức chia sẻ trong một số video clip đó về rối loạn mỡ máu, bệnh lý về tim mạch, thì Minh Đức có nói cái động mạch cảnh chỗ cổ này là một trong những cái động mạch rất quan trọng, bởi vì nó là cái cầu để đưa máu từ tim lên trên não. Và chúng ta cần phải siêu âm cái động mạch cảnh chỗ cổ để chúng ta tầm soát cái nguy cơ đột quỵ. Nhiều người thì hình dung rằng là nếu như một cái động mạch ở cổ chúng ta, động mạch cảnh hay động mạch trên não mà có những cái mảng xơ vữa giống như cái hình mà mình được chiếu lên đây, quý vị xem thử nhé, thì mỡ nó càng ngày nó càng nhiều, nó càng hẹp và nó sẽ tắc. Nhưng thật sự không phải như vậy quý vị. Cái sự cố xảy ra đột quỵ mà tắc cái mạch máu không phải là do mỡ nó dày cộm lên, mà chẳng qua là do những cái mảng xơ vữa lâu ngày nó bị viêm và nó không ổn định, nó nứt ra và thế là nó chảy máu và máu từ dưới phun lên. Và trong cái hình này thì quý vị sẽ nhìn thấy rằng máu nó phun lên, và chính cái máu bị nằm ở chỗ mảng xơ vữa bị nứt á, nó mới tạo cục máu đông và gây nghẽn tắc và gây ra đột quỵ. Điều đó cho thấy rằng là chúng ta cần phải nghiêm túc và tích cực điều trị những cái trường hợp rối loạn mỡ máu, và đặc biệt là nếu chúng ta siêu âm động mạch cảnh ở chỗ cổ mà chúng ta thấy có những mảng xơ vữa thì chúng ta phải điều trị một cách nghiêm túc và tích cực để chúng ta ngăn ngừa cái tổn thương trong nội mạc mạch máu. Và đặc biệt là chúng ta đã có những cái thuốc đặc trị để chúng ta ổn định cái mảng xơ vữa và chúng ta giảm nồng độ mỡ trong máu, cũng như là giảm cái độ hẹp ở những cái đoạn mà có những mảng xơ vữa như thế này. Chúng ta đi qua cái dạng thứ hai, đó là xuất huyết não. Xuất huyết não là một cái tình trạng mà mạch máu bình thường nó dẫn máu đến não nuôi, nó đang đi giữa đường thì nó bị bể. Nó giống như một ống nước mà bị vỡ ra thì nước sẽ không đi tiếp được nữa và máu sẽ chảy ở trong não của chúng ta. Đồng thời cái đoạn mà sau bị vỡ đó thì máu nó lại không đi tiếp để nuôi cái vùng não được. Như vậy nó dẫn đến hai cái hậu quả. Một là máu nó tràn ở trong não, nó chèn ép vào cái mô não. Thứ hai là cái vùng não sau đó lại không có máu nuôi. Nguyên nhân nào làm cho xuất huyết não thì có thể vì một bệnh lý nào đó, hoặc là do quá trình lão hóa theo tuổi tác thì mạch máu của chúng ta mỏng dần đi, giòn lên và dễ vỡ, hoặc do chúng ta điều trị những bệnh nền không tốt thì mạch máu nó sẽ vỡ. Ví dụ như là nếu chúng ta có bệnh cao huyết áp mà chúng ta không điều trị một cách nghiêm túc, chúng ta không có duy trì thuốc hạ áp thì có thể áp lực cao quá khi lên một cơn cao huyết áp có thể vỡ mạch máu não. Hoặc là chúng ta có bệnh đái tháo đường kèm với cao huyết áp mà chúng ta lại không điều trị tốt bệnh đái tháo đường, làm cho mạch máu càng ngày càng bị tổn thương. Và mạch máu trở nên mỏng mảnh, dễ vỡ và dễ dẫn đến xuất huyết não hơn những người bình thường. Quý vị có thể nhìn lên hình này để chúng ta có thể phân biệt được một cái đột quỵ do thiếu máu cục bộ tắc mạch máu não với một cái đột quỵ do xuất huyết não. Chúng ta có thể nhìn thấy rất là dễ hiểu là khi mạch máu vỡ ra thì máu nó tràn ra và nó chảy ở một cái bộ phận nào đó, một phần nào đó, một góc nào đó của cái não bộ của chúng ta. Khi nói về đột quỵ do xuất huyết, nếu nói một cách chính xác và bao quát cho tất cả trường hợp thì người ta chia thành ba cái trường hợp hay gặp. Mà trường hợp chúng ta hay đề cập đột quỵ do xuất huyết gần như đồng nghĩa với vỡ những cái mạch máu não, do huyết áp cao, do mạch máu kém chất lượng, có thể là bẩm sinh, hoặc là do những bệnh nền đi kèm mà chúng ta điều trị không tốt làm cho mạch máu vỡ.
thì đa phần chúng ta đang đề cập đến cái đột quỵ do xuất huyết là do vỡ mạch máu. Cái trường hợp thứ hai nữa, đột quỵ do xuất huyết không do vỡ mạch máu mà do chấn thương đầu, ví dụ như một người bị té xe, họ té cầu thang, nói chung một cái động tác ngã và đập cái đầu vào một cái vật cứng nào đó và có thể gây chảy máu và tụ máu ở trong não, đó cũng là một trường hợp đột quỵ do chấn thương đầu với cái thể tích máu nó chảy ra nhiều, nó chèn ép. Và dạng thứ ba hiếm gặp thôi, nhưng chúng tôi cũng muốn chia sẻ để quý vị có một kiến thức và chúng ta không bỏ sót, bởi vì chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp những ca như thế này. Và nếu chúng ta xem hiếm mà chúng ta bỏ qua thì chúng ta sẽ bị sót không chẩn đoán được cho bệnh nhân. Đó là đột quỵ do xuất huyết mà ở cái thể là vỡ dị dạng mạch máu não hay là vỡ túi phình mạch máu não. Chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị một cái hình ảnh để chúng ta hiểu dị dạng mạch máu não là như thế nào. Thì chúng ta mua một cái bộ ốc heo về, chắc ai trong đời cũng đã từng được mẹ hấp cho một cái bộ ốc heo chân cách thủy, chúng ta ăn thì chúng ta thấy có những cái rãnh, những cái khe não, những nếp nhăn của não, trên đó những mạch máu li ti như những con giun vậy đó, nó bám ở trên cái não của chúng ta. Thì chúng ta thấy những cái mạch máu đó nó giống nhau và chạy ngoằn ngoèo chui vào những cái nếp nhăn của não chúng ta. Tuy nhiên ở những người mà dị dạng mạch máu não thì cái hình ảnh sẽ như thế này quý vị. Chúng ta cùng xem, chúng ta thấy mạch máu nó không còn đơn giản là những sợi nhỏ li ti như những cái rễ bò lên bộ não, mà chúng ta thấy một nùi mạch máu não. Và trong cái nùi đó chúng ta có thể thấy nó hình ảnh nó cũng không bình thường. Mạch máu nó thể nó to hơn bình thường nhưng chất lượng có thể là nó kém hơn, nó mỏng mạnh hơn và có những cái túi tròn tròn. Và quý vị biết rồi, nếu như một cái cấu trúc gì đó mà nó không bình thường thì nó sẽ không bình vững, nó dễ vỡ hơn, và chính điều đó gây ra đột quỵ do xuất huyết não, một cái trường hợp vỡ những cái dị dạng mạch máu não. Còn hình này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị cái túi phình mạch máu não, nghĩa là bình thường mạch máu chúng ta như một cái ống nước chạy dài đều thon như vậy, nhưng có những trường hợp mạch máu đang chảy đều như thế này thì nó lại phình lên một cái tròn, mà có một cái túi nằm ở đó, người ta gọi là túi phình dị dạng mạch máu não. Quý vị cùng xem cái hình nhé. Thì cái chuyện gì xảy ra đối với những túi phình như thế này thì quý vị thấy bình thường thì tim chúng ta bơm máu thì máu từ trong tim nó sẽ đi vào những mạch máu ở trong não để nuôi dưỡng cái não của chúng ta một cách đều đặn ở trong những cái ống mạch máu dài và thon như vậy. Nhưng đối với một cái trường hợp mà có túi phình mạch máu não thì lẽ ra nó sẽ đi thẳng một đường, thì đến túi phình nó lại xoắn ở trong đó như một cái hồ, nó không có đi tiếp, và chính cái động tác xoắn như vậy có thể nó làm vỡ cái túi phình. Ban đầu thì không sao quý vị, túi phình nó sẽ chứa một cái lượng máu xoắn trong đó chơi cho vui vậy thôi. Nhưng từ ngày này qua ngày nọ, từ lúc chúng ta còn một đứa bé, khi chúng ta trở thành thanh niên và chúng ta trưởng thành, lúc đó cái túi phình càng ngày nó càng lớn lên, và cái bao bọc bên ngoài, cái thành túi phình nó không còn chắc, không còn bền nữa, nó mỏng và nó dễ vỡ, nó càng to thì nó càng dễ vỡ. Và một ngày nào đó không may cái túi phình nó vỡ ra thì chúng ta lại bị đột quỵ do xuất huyết não. Như vậy thì chúng ta cùng chia sẻ hai cái dạng mà vẫn thường đề cập đối với đột quỵ, đó là đột quỵ do thiếu máu cục bộ, do tắc mạch máu não gây ra nhũn não, và thứ hai là đột quỵ do xuất huyết não, có thể là do vỡ mạch máu não, vỡ túi phình dị dạng mạch máu não, hoặc là do chấn thương đầu. Chúng ta còn một dạng thứ ba mà người ta ít đề cập tới, tuy nhiên chúng tôi cũng chia sẻ ở đây để quý vị chúng ta không có bị băn khoăn, chúng ta không bị lúng túng, không biết cái này nó nằm ở đâu, nó nằm ở trong cái bệnh gì. Đó là cái dạng thứ ba của đột quỵ, đó là cơn thiếu máu não thoáng qua, hay chúng ta vẫn gọi là cơn thoáng thiếu máu não, hay là một cái cơn đột quỵ nhẹ và chúng ta có thể lướt qua được. Đây chính là một cái tình trạng đột quỵ nhẹ, một cái cơn đột quỵ nhỏ, thoáng qua, có thể trong vài phút bệnh nhân hồi phục bình thường. Đó là do sự gián đoạn một cái tưới máu cho cái vùng não một cách tạm thời, nhưng vì cái sự sinh tồn cơ thể hoặc là vì cái cấu trúc gây tắc nghẽn cái mạch máu đó được giải quyết, thế là chúng ta thoát. Tuy nhiên cái cơn thiếu máu não thoáng qua chính là một cái báo động cho tất cả những ai mắc phải cái cơn thoáng thiếu máu não này,
trong tương lai rất nhiều nguy cơ bị đột quỵ thật sự. Quý vị sẽ thắc mắc, ủa tại sao lại có những cái đột quỵ cơn nhỏ, đột quỵ cơn lớn, đột quỵ thoáng qua, đột quỵ là gây lại những cái di chứng? Thì chúng tôi muốn chiếu lên một cái hình ảnh để quý vị có thể hiểu tại sao một người bị đột quỵ lại thoát được, rồi có người đột quỵ thì lại liệt, bị yếu và bị nặng nề. Nhiều khi quý vị có những bệnh nhân bị đột quỵ nhẹ đó, đang ở nhà bị đột quỵ nhẹ, xong rồi gọi thầy bùa, thầy phán tới làm phép, làm đủ thứ hết. Rồi sau đó thấy bệnh nhân khỏe lại bình thường, có thể vận động được, không yếu liệt, trong khi cái người hàng xóm hôm trước bị đột quỵ thì lại bị yếu liệt nằm chỗ luôn. Rồi người ta tung hô lên, ông thầy phán, ông thầy bùa đó đã dán bùa làm đủ thứ, rất là hay, làm cho bệnh nhân đột quỵ rồi xong lại hồi phục được luôn, mặc dù không cần dùng thuốc gì hết, với một phương pháp là không dùng thuốc mà chỉ cần làm bùa chú. Thật ra thì đây là những trường hợp tình cờ, những cái ông thầy đó, ông đến ông làm bùa chú gì đó trên những bệnh nhân mà bị đột quỵ cơn nhỏ, cơn thoáng thiếu máu não, cơn thiếu máu não thoáng qua thôi, nên không làm gì hết thì bệnh nhân cũng tự lướt qua được. Thì chúng tôi chiếu cái hình để quý vị cùng hình dung cái lý do tại sao mà có cái cơn thiếu máu não thoáng qua và bệnh nhân lướt qua được cơn đột quỵ. Quý vị nhìn thấy ở cái hình phía bên tay phải đó, một cái cục máu đông lớn nó chạy ngang vào cái mạch máu, làm cho máu đi tới đó là ngưng, không đi tiếp được. Và cái vùng não sau đó không được cung cấp máu nên đã xảy ra tình trạng đột quỵ do thiếu máu não cục bộ hay là do tắc mạch đó. Còn cái hình phía bên trái mà có hai mũi tên đó quý vị, thì đúng là lúc đầu là bệnh nhân bị một cục máu đông chấn ngang, máu không đi được nên nó xảy ra cơn đột quỵ. Nhưng cùng lúc đó, vì một lý do nào đó, ví dụ cục máu đông này nó mềm và nó không có bền vững nên nó bị bể đôi. Bể đôi thì cái cục nhỏ nó chạy theo phía bên kia, thế là nó thông được và máu nó chạy theo cái hướng đó và bệnh nhân tỉnh lại, không có xảy ra đột quỵ. Giống như chúng ta thấy bị kẹt xe đó, mà kẹt cứng luôn. Còn bây giờ là chúng ta giải tỏa được một cái hướng bên kia thì là máu nó chạy được nên bệnh nhân lướt qua cơn đột quỵ nha. Cơ thể của chúng ta cũng có nhiều cái khả năng sống còn rất là hay quý vị. Khi xảy ra một cái đột quỵ do tắc mạch máu não cho cục máu đông như thế này thì tim của chúng ta sẽ tăng cái nhịp bóp lên. Nó làm sao để cố gắng nó đẩy cái cục máu đông đi được tới mà hoặc là bể đi thì có thể cứu được cái não. Thì một số trường hợp cái nhịp tim tăng lên và nó có thể nó tống cục máu đông đi tiếp nữa. Và nếu cục máu đông đó nó không bền vững, có thể nó vỡ ra thành nhiều cái mảnh nhỏ và nó chạy tiếp, thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân có thể thoát cái cơn đột quỵ lớn mà chỉ là một cái đột quỵ thoáng qua mà thôi. Và chúng ta gọi đó là cái cơn thiếu máu não thoáng qua. Rồi, như vậy là chúng ta cùng học ngày hôm nay với nhau ba cái dạng khác nhau của một tình trạng đột quỵ quý vị ha. Thứ nhất là đột quỵ do thiếu máu não cục bộ, hay còn gọi là do tắc mạch, đột quỵ thị nhũ não. Thứ hai là đột quỵ do xuất huyết não. Và thứ ba là cái dạng mà nhẹ, đó là cái cơn thiếu máu não thoáng qua. Để kết thúc cái video clip số 1 này, chúng ta thay đổi không khí để chúng ta nói một cái điều nó khá thú vị. Và cái kiến thức này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn những điều mà mình sẽ chia sẻ cùng quý vị trong video clip số 2. Đó là có bao giờ quý vị đặt câu hỏi là não trái và não phải có cái gì khác nhau không? Rồi có người thuận tay trái, người thuận tay phải, chúng ta cũng nghe nói người thuận tay trái thì có năng khiếu này, người thuận tay phải thì như thế kia. Thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau một chút xíu ở cuối cái video clip số 1 này. Não trái và não phải có những điều gì khác nhau? Đây là một cái hình mà quý vị thấy chúng tôi để chữ left và right. Đó là não trái và não phải. Thì não trái thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là thô sơ và một màu duy nhất thôi. Còn cái não phải thì chúng ta thấy đủ thứ màu hết, xanh, đỏ, tím, vàng và rất là bay bổng như là một bức tranh. Cái hình ảnh này nói lên điều gì quý vị? Nó nói lên rằng là
ở bộ não chúng ta có một nửa bên trái, nửa bên phải, hay chúng ta gọi là bán cầu não trái và bán cầu não phải. Thì cái bán cầu não trái của chúng ta đó là để dùng vào những cái việc liên quan đến suy nghĩ cho việc khoa học, làm công tác tính toán, đại khái nó rất là khô khan. Còn cái bán cầu não bên phải chúng ta lại liên quan đến những cái chuyện mà mang tính chất nghệ thuật, bày mẫu. Ví dụ như là khi chúng ta vẽ nè, khi chúng ta hát nè, khi chúng ta viết nhạc, khi chúng ta đánh đàn, những cái gì liên quan đến nghệ thuật, bay bổng về tâm hồn, về cảm xúc thì lại do cái não bên phải điều khiển. Quý vị có thể nhìn thấy cái hình này rất là hay. Đây là một cái hình là chúng ta thấy cái não trái nó lên tiếng, tôi là não trái. Bên não trái của tôi là một người sống bằng lý trí nè, rất là logic nè, tôi phải phân tích một cái chính xác nè, nó liên quan đến những con số nè, cách làm chiến lược nè, những gì mà liên quan đến khoa học nè, nhận thức nè và kiểm soát, đó là não trái. Còn phía bên tay phải nhiều màu á quý vị, thì cái não bên phải nó lên tiếng tôi là não phải. Nó sẽ liên quan đến những cái tình huống cảm xúc của mình, nó liên quan đến tình yêu và người ta yêu bằng bán cầu não phải quý vị. Bên cạnh đó thì nó còn có những cái sự sáng tạo, niềm đam mê, rồi vẽ hoặc là đàn, thích sự tự do, những gì liên về nghệ thuật. Đây là một cái hình ảnh cho chúng ta hiểu được cái não trái và não phải nó hoàn toàn khác nhau. Vì vậy nên nếu như một cái tổn thương không may xảy ra ở não bên trái thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng tính toán, là khả năng logic, là khả năng phân tích rất là nhiều. Còn cái người nào mà tổn thương não bên phải thì sẽ ảnh hưởng đến những cái khả năng mà liên quan đến nghệ thuật. Như vậy nếu một nhà khoa học nè, một nhà kinh doanh nè, thì người ta là người cần não trái nhiều hơn. Nếu không may họ bị tổn thương ở bên não trái, một cái đột quỵ mà do tổn thương não trái, thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái khả năng làm việc của họ tiếp theo sau đó. Còn nếu như một cái nhà kinh doanh, nhà khoa học đó, cái nhà mà chuyên về tính toán, là công việc khoa học, lý trí nhiều, mà không may bị đột quỵ, tổn thương não bên phải, thì nó lại không ảnh hưởng đến những cái kỹ năng mà họ vốn có trước đây. Sau một cơn đột quỵ thì họ vẫn có thể tính toán được, vẫn logic được. Bởi vì nó chỉ tổn thương lên cái phần não phải mà ảnh hưởng đến cái chức năng nghệ thuật nhiều hơn. Ngược lại, những người họa sĩ nè, rồi những người chơi đàn nè, những nhà thơ nè, là họ là người chuyên dùng cái bán cầu não phải. Nếu như họ bị đột quỵ mà tổn thương não phải thì khi họ hồi phục quý vị thì gần như họ sẽ mất những cái khả năng đó đi rất là nhiều. Họ sẽ khó lòng vẽ tranh lại đẹp, khó lòng làm thơ hay, khó lòng chơi nhạc hay được. Nhưng nếu họ bị đột quỵ mà tổn thương bán cầu não bên trái, nghĩa là chủ yếu là ảnh hưởng lên cái khả năng tính toán, suy luận, logic, thì có thể là cái khả năng vẽ này, chơi đàn, làm thơ của họ vẫn còn tốt được. Một chút xíu chia sẻ cho nó thú vị để chúng ta kết thúc cái video clip thứ nhất này. Với video clip thứ nhất về đột quỵ, chúng tôi muốn quý vị hiểu được thế nào là đột quỵ, và chúng ta không bối rối, chúng ta không có lăn tăn về những cái thuật ngữ khác nhau để hiện tại cái đột quỵ. Và cái điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn quý vị hiểu rõ hơn một cách khoa học, chúng ta gia tăng kiến thức chúng ta, đó là ba kiểu đột quỵ khác nhau để chúng ta có thể nhận định đúng vấn đề, và chúng ta cùng biết những yếu tố nguy cơ xảy ra đột quỵ để từ đó chúng ta thay đổi những thói quen của chúng ta. Và bạn nào đã có những thói quen xấu thì chúng ta nhanh chóng thay đổi để chúng ta đẩy lùi những nguy cơ đột quỵ đang rình rập chúng ta, nhất là khi chúng ta có tuổi. Xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị thật là sớm trong cái chương 2. Chúng ta sẽ bàn với nhau về những dấu hiệu để nhận biết một người đột quỵ và làm cách nào chúng ta tầm soát và chúng ta đề phòng, phòng tránh không xảy ra đột quỵ, hoặc ít ra chúng ta hạn chế cái tần suất xảy ra đột quỵ. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị. Chúc cả nhà một ngày thật là vui.